Hello, chào các bạn. Móp bữa nay làm món cà ri gà. Giới thiệu cho các bạn nhé. Món cà ri gà nha. Các bạn nhìn coi, tôi có dùng ớt và có tỏi băm sẵn ha các bạn. Xong rồi cho tí gừng vô, xong ta nấu một hồi, xong rồi nước nó sôi sục rồi ta đem ra, ta thả cái cánh gà vào, cái ta rửa, vì khi nước nóng như vậy có cái mùi gừng á, nó nở cái lỗ chân lông của gà ra. Thế xong rồi ta rửa, rửa một hồi xong sau đó ta mới lại dùng nước lạnh ta rửa lại, như vậy thì bao nhiêu cái đồ dơ trong cái lỗ chân lông gà nó sẽ làm sạch nha các bạn. Rồi bây giờ tới, và gà khi chúng ta làm thì chúng ta đừng kéo xuống á, thì nó được những cái khúc gà mà nó không bị xương. Đã các bạn nhìn coi đó, và không bây giờ người ta coi, tôi có những cái cà rốt khoai tây, co tôi để sẵn cà rốt khoai tây và gì nữa, cà rốt khoai tây và khoai lang vàng nhé các bạn. Khoai lang tím đừng nấu nó xấu. Với lại nếu cà rốt khoai tây thì ta dùng chừng khoảng 30.000, hôm nay tôi mua 35.000 đó, cho đủ 4 người ăn. Còn ở đây là dừa bào, dừa nạo. Tôi dùng chừng khoảng 15.000 dừa nạo. Tí nữa tôi vắt nước dừa tôi cho vô. Như vậy là bây giờ ta xem thử nha. Trước mắt là ta phải chiên hành, cả tỏi, ớt và cho một hai lá cà ri vào. Rồi chúng ta cho gà vào, chúng ta đảo. Sau khi đã cho hành, xả, ớt, tỏi cho nó thơm thì chúng ta bắt đầu cho gà vào, chúng ta đảo ha. Cho gà thì chúng ta đảo, đảo thế nào thấy nó căng lại á, cái thịt nó căng lại á thì coi như chúng ta là thấy nó có thể chuẩn bị để cho cà ri vào. Quan nhé, chút xíu ra khi nào thịt nó săn lại đó. Các bạn xem nhé, cái dừa đó mình phải nấu một nồi nước sôi nhỏ, xong mình thả dừa vô, xong mình cái nước nó ấm ấm mình thả dừa, nó hơi nóng chừng khoảng 50 độ đó. Ta thả cái dừa vô để ta vắt lấy nước, cái tay của ta vắt được lấy nước ha. Ở đây là cái mà cô có vắt nước ra rồi, bây giờ cô làm lại để cho các bạn thấy nha. Mình sẽ vắt cái, đưa tay mình vắt để cho nó ra cái chất á, vắt để cho nó ra cái chất nước ngọt ở trong cái dừa nha. Để ta phải vắt xong rồi sau đó ta lọc và ta đổ vào trong cái nồi mà ta đang nấu á nha. Bây giờ cô bắt đầu cô lọc nè. Sau khi mình đã làm nó xong rồi thì mình đổ vô, mình lọc nó nha. Mình lọc, mình lấy nước không thôi đó, mình lấy nước xong rồi mình mới đổ vô cái nồi. Đây là nước cốt dừa, tôi nước đầu tiên tôi vắt tôi để ra riêng nhá, chứ tôi không cho vào ngay từ đầu đó. Tôi để dành ra riêng chút xíu nữa tôi mới cho vô. Đây, cái nồi mà nãy giờ mình đang nấu nè, cho cà ri á, mình xào thịt lên nè, mình cho cà ri vào rồi. Bây giờ mình đảo sơ xong rồi bắt đầu mình sẽ mình đảo xong rồi mình sẽ cho nước dừa vào ha. Đó, đảo sơ xong mình cho nước dừa vào, cái nước dừa mà tôi vừa vắt á, cho nó vào. Còn cái nước dừa cái đầu tiên á, mình để dành, để tí nó gần chín hết rồi mình mới đem thả vô nha. Đó, bây giờ bắt đầu mình nấu. Đó, ta cho gần khoảng 1 lít và nước vắt cốt nước dừa xong để ta đổ vào trong cái nồi mà gà đã nấu nha. Gà đang nấu mà thơm rồi đó, ta cho
cái nước cốt dừa vào. Nước dừa đó, nước dừa ta vắt cái nước dạo chứ không phải nước cốt. Nước cốt ta để dành cho vô sau. Các bạn xem, khi mà cái nồi nước mình ta nấu nó đã sôi á, nó sôi rồi ta bắt đầu cho, ta thả cà rốt trước nha, củ cứng ta thả trước, đó, vì ta thả cà rốt trước này, ta thả cà rốt tầm 10 phút sau rồi ta mới thả khoai tây với lại củ khoai lang nhé. Vì nguyên tắc là cái củ nào mềm thì ta sẽ cho sau, củ nào cứng thì ta cho trước nha. Đó, củ nào cứng ta cho trước, ta đảo này, cho nó nằm dưới. Đó. Tây và cà rốt sau 10 phút mà đã cho khoai tây và khoai lang chứ. Vì hồi nãy tôi đã cho cà rốt cứng cứng trước được 10 phút rồi. Đó, các bạn xem. Bây giờ ta sẽ tiếp tục nấu cho đến khi nó chín nha, tầm thêm khoảng 7 phút nữa là nó ok. Các bạn coi nhé, tôi cho sữa vô. Tại bây giờ là nó đã sôi chín rồi thì tôi bắt đầu tôi đổ sữa vô. Tôi đổ sữa vô, sữa tươi đó. Tôi đổ sữa vô để cho nó coi như là xong cái công đoạn mình nấu. Đó, cái nước, cốt, dừa tôi cũng đổ sau cùng. Đó, các bạn thấy không? Móp giới thiệu cho các bạn, đây là tô cà ri vừa nấu xong nhé. Mời các bạn thử dùng coi, nếu mà mình dùng cái hương vị nó là béo béo, mặn mặn và nó hơi chút xíu ngọt ngọt, nếu mà theo đúng cà ri của mình nấu á nha. Cảm ơn các bạn nha, các bạn dùng thử coi nè, coi nha. Cái này mình khi mình dùng mình ăn với bánh mì chấm nha các bạn, hoặc là chúng ta cũng có thể ăn với cơm.